Nhóm SEO, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Và mình là Cối Ca. Hôm nay mình và các bạn cùng khám phá một tập light novel tiếp theo của chúng tôi chiến đến từ Nhật nha các bạn. Đây là light novel gốc Nhật, chúng ta sẽ được một bia rơi. Cái này giống như light novel của chúng tôi chiến bản phần không như vậy. Bạn nào rõ hơn thì hãy comment phía dưới cho mình biết nha. Giá tiền là 900 min nha các bạn. Mua chiếc khấu thì có thể là tùy nơi hoặc có khi là tính thuế thêm nữa các bạn. Đây là một số hình ảnh bên trong. Bên trong hoàn toàn in trắng đen nha các bạn, không có một trang màu nào hết. Truyền được in trên giấy này rất đẹp luôn các bạn ơi, rất là trắng, dày dặn nữa, chắc cỡ BB100 ở Việt Nam đấy. Nhưng mà mình không rõ là giấy bên Nhật thì nó có cái định lượng giống như vậy không, nhưng mà rất xịn sò hơn rất là nhiều bộ ở Việt Nam nha các bạn. Đây mình mời bạn cùng chiêm ngưỡng qua một số hình ảnh của chú Hục Hồi Chiến nha các bạn. Một quay đồ cũng khá là xịn sò, cầm rất là chắc tay, đã lắm nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn các bạn trong video lần sau. Hello.